Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế Bến Tre trên cơ sở thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện 115, đến nay Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng thành công quy trình điều trị đột quỵ theo chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt của Hội đột quỵ thế giới. Bệnh viện đã được Hội chứng nhận đạt giải Bạch Kim, một thành tựu quan trọng về chất lượng chăm sóc bệnh nhân đột quỵ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện 115, chủ nhiệm bộ môn nội thần kinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, người đã đồng hành hỗ trợ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu suốt thời gian vừa qua cho biết, ông đánh giá cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ông nhấn mạnh rằng giải Bạch Kim là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong việc đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên ngành như cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, đơn vị đột quỵ, ngoại thần kinh cùng với các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến dưới. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đột quỵ đã không chỉ được cứu sống mà còn tránh được những biến chứng tàn phế sau điều trị. Tại một thời điểm, đồng bộ các cái đơn vị phải làm việc. Tại một điểm thôi là vận hành như nhau, người lo này, người lo kia và người bệnh đến đâu là chúng ta thực hiện liền cái công tác cấp cứu. Tất cả các bệnh nhân vào bệnh viện là phải được chụp X quang hoặc CT trong vòng 30 phút. Ví dụ là càng tất cả bệnh nhân vào bệnh viện phải có một cái tỷ lệ sẽ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, rồi tất cả bệnh nhân ra viện phải được sử dụng thuốc kháng tiểu cầu hoặc là sử dụng thuốc kháng đông. Tất cả bệnh nhân đều phải được đánh giá bằng hội chứng nút vân vân và vân vân. Nó có 10 cái tiêu chuẩn, nhưng mà trước khi qua những cái tiêu chuẩn này thì chúng ta cũng phải qua một số cái quá trình, ví dụ như quá trình diễn tập, quá trình tối ưu hóa, rồi quá trình rút ngắn cái quy trình của chúng ta, thì chúng ta mới được tiến vào 10 cái tiêu chuẩn này của Hội đột quỵ thế giới. Đặc biệt, các ca bệnh đột quỵ tại bệnh viện từ khi nhập viện đến khi được chẩn đoán và tái thông mạch máu hiện chỉ mất trung bình 43 phút, giúp tận dụng tối đa thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Thời gian vàng trong điều trị đột quỵ được tính trong vòng 4,5 giờ kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Mỗi phút trôi qua, 2 triệu tế bào não sẽ chết đi và không thể phục hồi. Nếu cấp cứu chậm, nguy cơ bệnh nhân gặp di chứng nặng nề hoặc tử vong tăng cao. Do đó, việc can thiệp kịp thời sẽ giúp tăng khả năng hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh, nhất là người dân ở Bến Tre khó khăn trong việc đi lại. Điều này không chỉ là sự ghi nhận trình độ của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện đang ngày càng được nâng cao, chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn là tính mạng người dân tỉnh nhà đang được bảo vệ tốt hơn, bệnh nhân đột quỵ sẽ có nhiều cơ hội sống hơn. Thời gian vàng của chúng ta sẽ bị mất nếu như chúng ta không triển khai một đơn vị điều trị có chất lượng. Vì sao? Quãng đường từ thành phố Bến Tre lên tới Thành phố Hồ Chí Minh nó kẹt toàn diện, nó kẹt từ cầu Rạch Miễu, kẹt lên tới cao tốc, kẹt lên tới tất cả các tuyến đường để vào các trung tâm đột quỵ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì những điều đó cho nên nó thôi thúc chúng ta cần phải triển khai một cái đơn vị đột quỵ, ít ra nó phải đạt một cái chất lượng nào đó thì nó mới mang lại cái lợi ích cho người dân ở Bến Tre. Thành công này sẽ là tiền đề để bệnh viện phấn đấu phát triển các kỹ thuật can thiệp mạch máu não tiên tiến, cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ nguy kịch, giảm thiểu tử vong và giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Trên cơ sở này, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sẽ triển khai kế hoạch chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện, góp phần xây dựng một mạng lưới điều trị đột quỵ hiệu quả trên toàn tỉnh, giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống, tránh tàn phế và có cuộc sống sau đột quỵ chất lượng như người bình thường. Muốn xây dựng tổ vững mạnh, trước tiên tổ trưởng phải gương mẫu, phải chịu cực thì tổ mới duy trì được và tiến lên tổ nhân dân tự quản vững mạnh. Với suy nghĩ này, 32 năm qua, ông Đặng Văn Cơ, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 10 ấp Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm vẫn đều đặn hàng tháng đến từng nhà tổ viên, động viên, nhắc nhở bà con dự sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Nhờ đó, dù đường đi lại còn khó khăn, sông rạch chia cắt, nhưng tổ viên tổ nhân dân tự quản số 10 vẫn duy trì sinh hoạt với tỷ lệ từ 80% trở lên trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.
Ông Đặng Văn Cơ sinh năm 1958, giữ nhiệm vụ tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 10 ấp Thới Trị, xã Châu Hòa từ năm 1992 đến nay. Trong đó từ năm 1992-1993 gọi là tổ an ninh nhân dân. Tổ có 18 hộ với khoảng 70 nhân khẩu, hàng tháng tổ chức họp định kỳ vào ngày 17 Tây. Tổ viên tổ đa số nhà ở xa, điều kiện đi lại khó khăn do sông rạch chia cắt. Nhiều người phải đi ghe xuồng để đến nơi họp. Có người phải đạp xe gần chục km đến dự họp tổ. Để nhắc nhở bà con sinh hoạt tổ đầy đủ, trước ngày họp, ông đều gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà để nhắc nhở. Nhờ đó, bà con tổ viên dự họp đầy đủ trên 80%. Mỗi tổ viên đều có ý thức rất cao, các hộ vắng đột xuất hay có việc bận đều xin phép. Tuy rằng tôi ở xa có khi khó khăn đi ghe, có khi đi bộ, rất là khó khăn, nhưng mà tổ trưởng nhiệt tình kêu tôi đi tới đặng học hỏi thêm và biết nắm những cái chuyện mà thông tin đọc lên cho tôi hiểu biết thêm. Trong 32 năm điều hành hoạt động tổ, ông Cơ luôn cố gắng xử lý công việc sao cho vừa có lý vừa có tình, từ đó tạo được uy tín và nhận được sự tin yêu quý mến từ tổ viên, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Các cuộc họp tổ do ông Cơ điều hành đều diễn ra rất hiệu quả với những nội dung cụ thể, sinh động và phù hợp với nhu cầu của bà con tổ viên. Gọi điện nhắc nhở cho bà con họp đầy đủ, mà chi phí đó thì phải tự bỏ ra, chứ còn nói chung là ở đây không có ai hỗ trợ cho chú Cơ cái chuyện này. Rồi từ đó thì bà con thấy sự nhiệt tình đó, thành ra dù xa sông nước đi ghe, rồi nhầm khi phải đi ghe không được, đi bộ đường vòng thì cũng ráng dự họp đầy đủ. Thông qua các cuộc họp, tổ trưởng Đặng Văn Cơ vận động thực hiện mô hình trữ nước mưa nước ngọt được tổ viên đồng tình. Đến nay có nhiều hộ dân thực hiện bằng hình thức đắp đê bao trữ nước và đổ cống trữ nước để phục vụ cho đời sống sinh hoạt và chăn nuôi. Phối hợp tổ chức tuyên truyền tổ viên về bảo vệ môi trường, triển khai xây dựng nhân rộng các mô hình trồng cây xanh phân tán, trồng hoa trang các tuyến đường tổ ấp, thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp ban ngành đoàn thể ấp ra quân ngày Chủ nhật nông thôn mới, tuyên truyền tổ viên cải tạo vườn dừa có hiệu quả kinh tế, hướng dẫn hộ dân trong tổ đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật để tăng năng suất theo quy trình canh tác hữu cơ. Qua đó đã tạo ý thức tự giác và sự đồng thuận trong bà con tổ viên. Trong cuộc họp, đồng chí cũng đem tất cả các những gì mình học hỏi được ở cái cấp trên, như là những buổi ở hội đồng an ninh trật tự, buổi ban của ban vận động, thì đồng chí đem về truyền đạt hết lại cho bà con. Thì nhờ chuyện đó thì bà con mới thích đồng chí gương mẫu, và tất cả là mọi công việc tác gì khi mà được đồng chí nhắc nhở là bà con đã đến dự họp đông đủ. Bản thân gia đình ông Cơ cũng không mấy khá giả, kinh tế chính chỉ từ 5 công đất trồng cây có muối. Ngoài ra ai thuê mướn gì ông làm nấy. Mặc dù vậy, gánh nặng kinh tế không làm ông dơi đi nhiệt quyết và lòng tận tụy với công tác tổ. Muốn xây dựng tổ vững mạnh là mình là một tổ trưởng, là phải gương mẫu, phải tiêu cực, thì tổ mới duy trì được, là từ từ tiến lên, tổ dân tự quản vững mạnh. Một mặt phải sát dân, một mặt ông phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương. Vì thế, thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, cấp ủy chính quyền triển khai phổ biến trực tiếp đến người dân các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khuyến khích nhân dân đóng góp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, qua đó kịp thời nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn bức xúc của người dân. Khi mỗi lần sinh hoạt tổ, thì bà con tiếp nhận được rất nhiều cái nội dung mà mình được truyền đạt, và đồng thời là một cái cơ hội để mà sinh hoạt tình làng nghĩa xóm. Với tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu tâm huyết trong công việc, ông Đặng Văn Cơ đã phát huy được vai trò của tổ nhân dân tự quản trong việc vận động người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua hành động cách mạng ở địa phương, phát huy tình làng nghĩa xóm, đóng góp vào thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của xã Châu Hòa. Tổ trưởng Đặng Văn Cơ vinh dự 2 lần nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Châu Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.